Chào mừng các con đến với khóa học tiếng Việt lớp 1 của olm.vn. Các con thân mến, bài học ngày hôm trước, cô trò chúng ta đã được tìm hiểu về chữ cờ và dấu sắc. Trước khi vào bài học mới, cô cùng các con kiểm tra kiến thức bài cũ một chút nhé. Cô có các thẻ chữ như thế này. Con hãy tìm và ghép được cho cô tiếng cá. Rất chính xác. Chúng ta có tiếng cá gồm âm cờ đứng trước, âm A đứng sau, dấu sắc đặt trên âm A. Cho nên, chúng ta tìm được tiếng cá thứ nhất, đó là cô thấy một âm cờ và âm A cộng với dấu sắc đặt trên âm A. Đây là tiếng cá in thường. Cô cũng thấy có tiếng cá thứ hai, một âm cờ viết thường và chúng ta có âm A viết thường, trên âm A là dấu sắc. Phía bên trái màn hình của các con có tiếng cá in thường. Phía bên phải màn hình chúng ta có tiếng cá viết thường. Cô lại có hình ảnh thế này. Trong hình ảnh này, cô nhìn thấy các đồ vật. Bóng, xe, búp bê, ghế, bàn và đồng hồ. Cô chú ý đến ba đồ vật: xe, búp bê, ghế. Các con có thể quan sát kỹ hình ảnh chiếc xe, hình ảnh hai con búp bê và hình ảnh hai chiếc ghế. Trong những tiếng, những từ này có chứa chữ E hoặc chữ E. Cô đã in đậm màu đỏ. Và bài học ngày hôm nay, chúng ta đến với bài học mới, tìm hiểu về chữ E và chữ E. Cô giới thiệu với chúng mình chữ ghi âm E và chữ ghi âm E. Các con quan sát, đây là chữ E in thường. Đây là chữ E in hoa. Và đây là chữ E viết thường. Còn chữ E, đây là chữ E in thường. Đây là chữ E in hoa và chữ E viết thường. Chúng ta cùng so sánh chữ E và chữ E. Chữ E và chữ E khác nhau ở một điểm duy nhất. Các con có thể quan sát, chữ E thì không có dấu mũ, còn chữ E được bổ sung thêm dấu mũ trên đầu chữ E. Chúng ta nhìn thấy dấu mũ ở chữ E in thường, dấu mũ ở chữ E in hoa và dấu mũ ở chữ E viết thường. Với những nhận biết này, cô mời chúng mình trả lời một số câu hỏi sau đây của OLM nhé. Tiếp theo, cô trò chúng ta sẽ cùng học đọc. Đầu tiên, chữ E. Cô mời các con cùng đọc. E, E và chữ E. Chúng mình cùng đọc với cô. E, E. Đọc từng tiếng, chúng ta có tiếng thứ nhất, tiếng bè. Bờ, e, bê, huyền, bè. Bè là khối hình tấm gồm nhiều thân cây như cây tre, cây nứa hoặc là cây gỗ được kết lại với nhau tạo thành vật nổi để chuyển đi hoặc dùng làm phương tiện di chuyển trên mặt nước. Chúng mình thấy tiếng bè có âm đầu là âm bờ, âm chính là âm e và có dấu huyền đặt trên âm E. Các con đọc đánh vần với cô. Bờ, E, Bê, huyền, bè, bè. Tiếng thứ hai, chúng ta có tiếng bé. Bờ, E, Bê, sắc, bé. Tiếng bé này cũng có âm đầu là âm bờ, âm chính, âm E và dấu sắc đặt trên âm E. Chúng mình cùng đọc nào. Bờ, E,
Be, sắc, bé. Tiếng thứ ba, chúng ta có tiếng B. B, E, B. Tiếng này rất dễ đánh vần đúng không các con? Âm B đứng trước, âm E đứng sau. Chúng ta có đánh vần B, E, B. Bổ sung thanh sắc trên âm E, chúng ta được tiếng bế. B, E, B, sắc, bế. Tiếng bế có âm đầu là âm bờ, âm chính là âm E và dấu sắc đặt trên âm E. Các con đánh vần với cô. B, E, B, sắc, bế. Như vậy, chúng ta đã đọc được các tiếng chứa âm E, âm E. Cô có hình ảnh này. Và hình ảnh được minh họa bằng câu văn. Bà, bế, bé. Các con cùng đọc đánh vần và đọc trơn với cô nhé. Bờ, A, ba, huyền, bà. Bờ, E, B, sắc, bế. Bờ, E, B, sắc, bé. Bà, bế, bé. Chúng ta cùng đọc lại. Bà, bế, bé. Các con cùng luyện tập kỹ năng đọc thật nhiều lần để chúng ta có thể đọc lưu loát các tiếng, các câu mà chúng ta vừa được học nhé. Tiếp theo, chúng ta hãy cùng theo dõi chữ E được viết thế nào. Đầu tiên là chữ E. Tiếp theo là cách viết chữ E. Ở trên lớp, thầy cô sẽ cho con luyện viết chính tả. Con nhớ viết thật sạch, thật đẹp nhé. Còn ở trên bàn phím máy tính, chữ E nằm ở đâu và được gõ như thế nào? Các con theo dõi, đây là bàn phím máy tính của chúng ta. Và cô đã khoanh tròn chữ E. Trên bàn phím này không có chữ E. Các con bấm liên tiếp hai lần chữ E, chúng ta sẽ được chữ E. Chẳng hạn, cô muốn gõ tiếng bế. Đầu tiên, cô gõ chữ bờ. Sau đó, di chuyển chuột lên, bấm chữ E liên tiếp hai lần. Chúng ta được chữ E và dấu sắc các con gõ vào chữ S. Như vậy, chúng ta được tiếng bế. Ngay bây giờ, cô trò chúng ta sẽ chuyển sang phần nghe. Cô có chữ E và các con lắng nghe cô đọc những tiếng có âm E. Xe, tre, mẹ, me, vé. Với những tiếng này, con hãy trả lời những câu hỏi tương tác sau của OLM nhé. Cô chúc mừng chúng mình đã trả lời rất chính xác trong những câu hỏi vừa rồi. Chúng ta có thể theo dõi lại những tiếng có âm E. Cô đọc, các con cùng lắng nghe. E, xe. E, che. E, mẹ. E, me. E, vé. Tương tự như vậy, cô lại có chữ E. Con hãy lắng nghe cô đọc những tiếng có âm E. Lê, khế, ghế, hề, dế. Ở đây, hình ảnh chiếc dế là đồ đan bằng mây hay tre, dùng để lót nồi, niêu, xanh, chảo. Tương tự, chúng mình hãy cùng trả lời những câu hỏi của OLM.
Qua những câu hỏi vừa rồi, chúng ta đã phát hiện ra những tiếng chứa âm ê. Các con cùng nghe cô đọc lại. Ê, lê, ê, khế, ê, ghế, ê, hề, ê, dế. Xung quanh chúng mình còn rất nhiều những tiếng, những từ chỉ các sự vật chứa âm ê. Các con hãy cùng quan sát và tìm ra nhé. Như vậy là ở bài học này, cô trò chúng ta đã được tìm hiểu về hai chữ cái, chữ e và chữ ê. Các con nhớ học bài và ghi nhớ các kiến thức. Cô chân thành cảm ơn các con đã chú ý lắng nghe và hẹn gặp lại các con trong những bài giảng tiếp theo của olm.vn nhé.